chứ đáng lẽ cái bộ phim này là không nên đầu tư được tới cái mức tiền đó, tại vì nếu như với một cái kinh phí rẻ hơn người ta vẫn có thể làm được, nhưng mà do tại cái nếp của tôi làm nó phải nhiều, là nó tốn nhiều ngày quay, cái tiền mà nó doi ra đó là cái tiền tốn nhiều ngày quay hơn, cái tiền phải dựng nhiều cái cảnh giả hơn, cái tiền phải mướn nhiều cái máy quay xịn hơn, và cái tiền phải trả thêm cho diễn viên anh em mỗi một ngày quay là tính thêm tiền. Cho nên là do cái nết khùng của tôi, cho nên là cũng 4-7 ngày đó. Đó, quý vị thấy không, quý quay gần 2 tháng trời, cho nên là nó doi là doi ra cái tiền đó đó. Cho nên là nó cũng gần 50 rồi. Cho nên là một bộ phim tình cảm mà với giá đó thì hơi không hợp lý cho lắm. Trấn Thành chơi lớn đầu tư 50 tỷ đồng làm phim Tết. Mới đây, Trấn Thành tổ chức buổi giới thiệu phim điện ảnh Mai, tác phẩm ra rạp dịp Tết Nguyên Đán 2024. Ở phim này, Trấn Thành là nhà đầu tư, đạo diễn và diễn viên. Nam nghệ sĩ cho biết anh dành nhiều tâm huyết cho Mai, bởi đây là dự án mà anh đã ấp ủ suốt 2 năm. Trước khi tiến hành quay vào năm 2023, Trấn Thành nhiều lần sửa kịch bản để có được cốt truyện hấp dẫn nhất gửi đến khán giả. Quá trình thay nghén kịch bản kéo dài 2 năm, tôi cũng mất thời gian dài để tìm được nữ chính đóng vai Mai phù hợp nhất. Nhân đây, tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi các nữ diễn viên đã đến với tôi để casting, nhưng tôi lại không có may mắn hợp tác với các bạn, Trấn Thành nói. Trấn Thành cũng chỉ ra sự khác nhau khi anh làm phim Mai và khi đầu tư phim Đất Rừng Phương Nam. Có sự khác nhau giữa phim tôi đầu tư và phim của tôi. Đất Rừng Phương Nam tôi có tham gia đầu tư, nhưng chủ dự án là bên khác. Còn Mai là phim của tôi, do tôi đầu tư và đạo diễn hoàn toàn. Đây là đứa con tinh thần, là phim do tôi quyết định mọi thứ về diễn viên, kinh phí. Khi Mai sắp ra rạp, tôi hồi hộp và áp lực giống như sắp tiễn đứa con của mình đi du học vậy, Trấn Thành cho hay. Hé lộ về kinh phí bỏ ra cho Mai, Trấn Thành nói. Tôi đã đầu tư một khoản khá nặng tay để có được những hình ảnh chất lượng đặc biệt nhất. Tôi mướn nhiều máy quay xịn, dựng lại chung cư, trả thêm tiền lương cho diễn viên. Dự tính phim quay 30 ngày mà vô ra 47 ngày nên chi phí đội lên rất nhiều. Một phim tình cảm mà kinh phí cỡ gần 50 tỷ đồng là khá nhiều. Trước tranh cãi cho rằng phim Mai có sự góp mặt của nhiều diễn viên quen thuộc từng hợp tác với Trấn Thành như Tuấn Trần, Uyển Ân, Khả Như, Ngọc Dầu, Việt Anh, v.v. Đạo diễn cho biết anh chọn diễn viên dựa theo tiêu chí hợp vai, không phải vì mối quan hệ. Trấn Thành khẳng định vì Mai là phim Tết nên không thể để khán giả ra rạp khóc lóc. Anh cũng cho biết bộ phim mang lại vòng quay cảm xúc cho khán giả, có những phân cảnh nội tâm, lấy nước mắt và cũng không thiếu cảnh hài hước. Đừng quên đăng ký theo dõi các hạ tầng kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức giải trí đáng chú ý trong cuộc sống nhé. Chị em phụ nữ đi xem cái phim này sẽ cảm thấy được an ủi hơn, có ai đó để hiểu được những gì mà quý vị muốn nghĩ. Thậm chí là các anh đi xem xong phim này sẽ yêu thương phụ nữ nhiều hơn, biết cách chia sẻ với họ nhiều hơn. Có những nỗi đau mà chỉ có họ mới biết, nhiều khi đàn ông mà nhìn bên ngoài không thấy được. Thì như anh hỏi là tôi không biết là thông tin này anh lấy ở đâu mà nhanh quá. Thì chúng tôi có làm việc với rất là nhiều những ngôi sao hiện nay. Như anh biết là tôi cũng rất là thích Katie Nguyễn, tôi đã từng chia sẻ rõ ràng tôi rất là muốn làm việc với em ở trong một cái dự án điện ảnh nào đó. Tôi sẽ luôn luôn giữ cái ý định đó, và nó không phải là bây giờ, bởi vì gương mặt của Katie Nguyễn trẻ hơn Mai của tôi rất nhiều, cho nên là về mặt tạo hình thì không đúng. Cho nên tôi sẽ hẹn Katie ở một cái dự án phim khác, và chắc chắn tôi sẽ làm việc với Katie ở một dự án nào đó, tại vì tôi bản thân tôi cũng rất là thích cái cách diễn và tính cách của Katie. Về việc thứ hai thì không những chỉ có Ngọc Trinh mà chúng tôi có gặp rất nhiều người, như là cả Miu Lê, cả Ngân Khánh, cả Salim nữa. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.